giờ này mà nó chưa có trổ được, nó còn búp 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 nhỏ 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 không. Mê không? Cực kỳ đẹp. Đó. Hoa giấy đây. Đã luôn. Đó, cúc Hà Lan, đẹp không? À. Này là lái nó lại đặt hết luôn hả? À. Giờ lái lại lấy được nhiêu đây rồi? Ngon quá trời ơi, mấy vườn ngoài kia nó không trổ luôn. À, nhiêu cặp anh? Có. Có bông. Dạ. Bó lại nhìn thấy nó gọn quá ha. Mâm xôi này là nhiêu cặp đây chị? Mấy mâm xôi á? Cúc này là nhiêu chậu hả? Đây, dòng cho cả nhà xem nha. Đủ loại hoa luôn. Đường tiếp tục. Đủ loại hoa luôn. Cái này là cái gì ạ? Đường Tổ Nhân Dân Tự Quản số 11 Úc Xà Bi. Úc Xà Bi, Ủy ban Nhân Dân xã Phú Sơn. À, vườn này thì đi được mớ, mưa mới này chắc nó nở trước hay gì, còn lại cái top đó là chưa nở cho nên nó còn lại. Đi vô đây là giờ này nhìn thấy bà con là đẹp, bó bông bó hoa để mà đi chợ hoa. Đó, mấy clip ở trong nó vàng rực luôn kìa. Quá đã, quá đã. Tuyến đường trụ sở Rạch Hậu. Đó, tuyến đường trụ sở Rạch Hậu. Bông ở trong á, xe vô vận chuyển ở trong. Mai ấp Văn Hóa, ấp Long Tây. Đây cho các bạn xem nha. Đó, rực trời luôn. Đã không đau. À, chẳng thọ bó ra được nhiêu đây rồi nè. Đó, còn ở trỏng là nguyên một vườn luôn nha. À, đem ra ngoài chuẩn bị lên xe. Đó, bên này là một vườn dạng thọ, còn trước mặt là một vườn hoa giấy. Ở đây là hoa giấy nha các bạn. Ô ô ô, chết ngày chưa. Ây da, đây hoa giấy, bên này là hoa giấy. Để cho chiếc xe này nó qua đi mới được, để nó lấn mình mất công lắm. Xe này 70 này xe Vũng Tàu. Đây hoa giấy, hoa giấy ngũ sắc. Ông trời chuyển xám xịt rồi. Đó, bên đó là hoa giấy á. Chiếc này 65. 65 này ở đâu ta? Cần Thơ hả? Chờ chiếc xe tải này qua mới được. Rồi xong phim, chập cứng luôn. Hai chiếc sát bên luôn, không qua được luôn.
Chiếc này 65. 65 là cánh miền Tây. Ồ, hay ha, lọt luôn. Quá dữ. Mình cũng nói gót nó đi theo luôn. Đây. Vừa lọt, hay quá. Đây, vườn hoa giấy. Rồi đi. Hoa giấy. Quá đẹp, quá đẹp. Hoa giấy đây. Đẹp không? Quá đã luôn. À. Hoa giấy. Đang vận chuyển lên xe. Giờ còn đây là mấy cái cục gạch không à. Đó, vô đây giờ xe là một chiếc xe tải vô là nó bít cái đường hết trơn luôn à. Mình phải bò từ từ. Ô, dưới kia luôn kìa nha các bạn. Nguyên một con đường dưới luôn. Đó, chút nữa chạy lọt lọt bờ mương luôn à. Lo dòm bông dòm hoa, chút nữa lũi xuống bờ mương luôn à. Đẹp quá. Đây, hoa giấy đây nha. Ồ, chở đi mấy lít luôn rồi. Chở đi hết mấy lít rồi kìa. Còn lại hoa giấy. Đó, nguyên lít hoa giấy luôn nha. Đó, giờ mình chạy vô đây. Kiển lớn, kiển này là kiển công trình hay gì? Ồ. Một chiếc hoa lâm đã xúc bánh. Đây cho các bạn xem vườn hoa dạng thọ, quán khúc mâm xôi. À, vườn hoa dạng thọ, quán khúc mâm xôi đây. Đó, trong đó bán đi hết trơn rồi kìa. Còn có cái cục gạch không đó. À, đây là nguyên một vườn dạng thọ. Vàng rực luôn. Đã. Còn bên đường này là mít nha các bạn. Đây là người ta trồng mít. Mít trồng cách có chừng 1,5 m một cây. Đang vô mùa xoài, bông rất là nhiều. Đây là mình đi trong một cái làng hoa. Đó. Rồi chiếc này nó đậu ở đây hay gì rồi. Đây là mấy chiếc luôn nè. Đó. Đây là hết rồi. Đây là ra ngoài đó là cái vật liệu xây dựng. Còn đây là một cái vườn cúc mấy anh này. Còn đây là nó bị chiếc này á, là nó bị cán khi chiếc đằng trước. Chiếc đằng trước nó bị án đường rồi. Cho. Còn chiếc này giờ qua không được. Vô đây là lộ là chỉ đủ một cái chiếc xe tải 3,5 tấn. Đây cúc. Cúc này giống như là người ta làm hai tóp hay sao á. Tóp bên này nè là nó trước cho nên là hoa nó nở rồi nè. Tóp này chắc tóp sau cho nên bông nó còn bút bút. Đây là mít. Rồi chạy dài dài lên kia ơi. Ồ, cây này cây gì đây? Sống đời hay gì ta? Cây này cây sống đời hay gì á.
Đó, vô đây là nguyên một xe lên, vậy là hết đường chạy rồi. Lên hoa. Kẹt không quay lại hả? Để lọt. Đâu biết đâu, lọt không đi đâu biết. À, cúc. Đây, một giường hoa cúc. Không? Một giường hoa cúc luôn nè. Chạy nè không? Lọt bờ đê luôn nè. Quá luôn. Lên. Ghê. Hoa cúc nè. Trong kia là dạng họ. Đó, một vườn cúc. Cúc này như cúc Lan hay gì á. Bữa thấy đằng kia nó cắm vô, nào cũng cúc hết trơn, kêu cái nào cũng cúc 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 đây. Rồi, mình tới một cái con đường ngay đây nữa. À. Đó, nhìn con đường này đẹp chưa các bạn? Tuyệt vời mặt trời ha. Giờ này ông trời ông hơi bớt nắng rồi. Bán nhà đất. Ồ, đây có bán nhà luôn nè. Bông người ta đã bó giấy báo rồi hết rồi. Đó, bên đó là cái lò gạch. Một cái lò gạch cũ. Đây, con đường hoa đẹp. Đó. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đó. Một thằng này vậy đây, một con chó nó đang nằm cản đường. Dạng thọ đây. À, cúc nè. Ủa cúc này cúc Hà Lan phải không vậy? Vậy thấy cái nào cũng cúc cúc mà không biết. Cúc này là nhiêu chậu hả? 550 cặp hả? À. Cúc Hà Lan 550 một cặp. 550 một cặp nha các bạn. Đó, cúc Hà Lan á. Cúc Hà Lan là đây là tại vườn 550 một cặp. Còn ra chợ thì để coi cái đi về dài chợ cái giá nó nhiều. Đó, mấy cái cúc này là cúc Hà Lan. 550 một cặp nha. Rồi, tiếp tục lên đường. Này là thằng mắm xôi, còn thằng kia là Hà Lan. Cống kênh lộ, mình đã đến cống kênh lộ. 550 một cặp. Có có bông dạ. Bó lại nhìn thấy nó gọn quá ha. Mâm xôi này là nhiêu cặp vậy chị? Mấy mâm xôi á? 200 cặp hả? À. Đẹp quá. À, trổ rồi nè. Đây, lên cống nha. Mâm xôi là 200 một cặp. Xôi là 200.000 một cặp nha các bạn. Ôi kìa. Cả nhà dòm ở dưới kìa, thấy không? Ôi ôi, dạng thọ kìa, màu cam. Sông này là sông Hàm Luông. Ở đây là bông ở nhà vườn. Bông ở nhà vườn
còn nó người ta vận chuyển ra ngoài chợ nữa thì thuê mặt bằng nữa, giá nó sẽ đội lên nữa. Cúc Hà Lan, ồ yeah, đẹp chưa? Ôi ôi, dạng thọ vô nè, dạng thọ này cặp này chắc cũng cả mấy trăm ạ. Thường ở ngoài chợ là nó bán cũng thường cả 100.000, cặp về cả 200.000. Bông đẹp quá, bông bự bự không à, bông lớn không à. Này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Bông này chắc 7 cây á, chậu á, 7 cây hay 10 cây á, đếm 2, 4, chắc 10 quá. Dạng thọ này chắc 10 cây vô một chậu nè. Rồi, tiếp tục. Đó, vô đây là cây giống xoài, dạng thọ. Ồ, đẹp chưa? Đó, màu cam. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp quá. Vô nè, vận chuyển đi rồi nè. Bạn dạng thọ nè. Con này là điều hết trơn luôn. Gói rồi hết rồi, đóng gói rồi. Bên ông này là xoài à. Đó, ồ, nguyên con đường luôn ha, nguyên cái vườn luôn, đã ghê không. Mông gà, dạng thọ tưới á. Nay là vô vậy là chuẩn bị chở đi nè. Đó, ở đây là dạng thọ trúng mánh rồi, điều hết đơn luôn. Còn mấy cái tốp kia dạng thọ nó bị không ra bông à. Trong này còn có mấy cái vàng giáo để bông thôi, vận chuyển đi hết cũng 50%, 70% luôn. Còn mé bên này cánh nữa nè. Nguyên cánh bên đây nè. Đó, thấy không? Oh, nguyên vườn luôn, đẹp ghê hồng không? Bên đó là dạng thọ, bên đây là cúc. Đó, đã ghê ha. Nhìn nguyên vườn dạng thọ luôn. Bây giờ là 4:10 rồi nha các bạn. Mình dạo một vòng bây giờ nó đã 4:10 rồi. Vận chuyển. Đây, đó, con đường hoa nè, đi qua đây, đó, thấy không? Đó, dạng thọ. Lên đường tiếp các bạn ơi, let's go. Bây giờ là 4:10 nha các bạn. Đây là một cái vườn hoa kiển này để dành bán cho công trình hay gì nè. Cây xanh đó, bằng lăng tím, dừa đó. Đây, mồng gà đó, vô chậu nè. Không, gối. Mồng gà nhiêu cặp ra cho chị hả? 60 hả? 60 cặp à. Này là lái nó lại đặt hết luôn hả? À, giờ lái lại lấy được nhiêu đây rồi à. Của mình có nhiêu đó hả? Dạ. 60 một cặp. Đây, xoài
lái lại lấy là 60.000 cặp con gà. Tiếp tục lên đường. Trời ơi, à, đẹp kêu không? Đẹp quá. Nè. Nguyên vườn nhãn thọ luôn. Quá đã. Nhãn thọ ở đây nó đều hết trơn luôn. Nhãn thọ Cúc công nhận cái vườn này là quá ngon luôn rồi nè. Tuyệt vời luôn ha, vườn này nở đều hết trơn luôn á. Nó Cúc nó cũng đều mà dạng thọ cũng đều. Còn mấy cái vườn nhãn thọ mà giờ này mà thấy còn nhỏ là thấy gầu rồi. Tiếp tục. Rồi. Ủa? Chết rồi, mình đi ra chứ. Thôi lỡ ra chạy lại đây coi mấy vườn đây đi ra luôn. Đi xuống đây là tụi con đường cùng rồi, quên nữa. Đi xuống đây là con đường cùng, xuống đây là không có đường, nó ra bờ sông rồi. Nhưng mà còn mấy vườn bông ở đây nè. Đó, cho cả nhà xem luôn. Sẵn đi rồi, lỡ trớn rồi. Đây là ra bờ sông, tới con đường cùng. Đó, nè, dạng thọ nè. Đã không? Dạ. Nhân thọ đây ha. Nhân thọ ở đây nở đều quá trời luôn. Ngon quá trời rồi. Mấy vườn ngoài kia nó không trổ luôn. Hả? À, nhiêu cặp anh? Này là 85. Còn này không trông lại nhiều. Ngang hả? 85 là hai cái này phải không? Ồ, đây đều quá trời luôn, nhìn đẹp quá chừng luôn à. Đúng. Dạ. Đây, 85. Dạ. Đây còn nữa nè, đó, mấy vườn nha, con nhỏ bông bự đó là 85. Rồi hết rồi các bạn ơi, giờ mình đi quay ra. Xong rồi. Tới đây là ra bờ sông rồi, đây là đường cùng. Giờ mình chạy tới lại nha, bưởi nè. Này chắc bưởi da xanh quá. Rồi, giờ quay lại. Đây là vườn bưởi da xanh. Ở trong kia là con đường cùng rồi, không có đi được nè. Đây là cơ sở hoa kiển Trúc Phương. Bưởi da xanh này thấy chưa, ruột hồng chất lượng cao. Đó. Giờ mình quay lại. Đường ở đây là không có đi được. Giờ quay tới ra. Bưởi da xanh ruột hồng đẹp quá. Dạng thọ đây là phải nói là mấy vườn đây là cực kỳ ngon, đều trời hết trơn luôn. Ồ, ở sao đang ấy à. Đều trời hết trơn luôn à. Đây vườn này cũng vậy. Đi nãy giờ đúng là có 2-3 vườn ở đây là rất là đẹp. Mấy vườn kia là khô luôn. Giờ này mà nó chưa có trổ được, nó còn búp nhỏ không. Mê không? Cực kỳ đẹp. Đẹp
chưa, vô chậu nè. Dạ. Đó, vô chậu, vô chậu. Không. Đẹp 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 đẹp, quá đẹp. Con gà. Rồi, mình ra ngoài này nữa là kết thúc rồi các bạn ơi. Đây là anh ta chở đi nè, còn lại mấy cái gạch, mấy cục gạch. Mồng gà. Này là các vườn hoa bên chợ Lách. Khu này là chợ Lách Vĩnh Thành. Đó. Mông gà phóng giấy. Dạng họ. Cúc ở trong à. Cúc Hà Lan. Cúc Hà Lan quẹo ra. Ôi ôi, nguyên một vườn hoa giấy luôn. Bên đây là sầu riêng nha các bạn. Sầu riêng này, sầu riêng giống. Đây, bầu trời bây giờ nó tối thui rồi. Bây giờ là khoảng 4 giờ rưỡi. Đó. Hoa giấy đây. Ai mua hoa giấy không? Hoa giấy rất là đẹp. Bên này nữa nè. Ở đây là xoài giống với sầu riêng giống. Cái xoài có một chút mà bông rồi nè. Mê ha. Hai là vô cái mùa xoài. Đó, dạng thọ đây. Ai mua dạng thọ không? Ồ, cái khu này là dạng thọ với cúc là đều hết trơn luôn nè. Ôi ôi, đã luôn. Đó, cúc Hà Lan, đẹp không? Nguyên vườn ha, rực. Quá đẹp. Bên kia mấy chậu cúc mâm xôi này chắc hư luôn. Giờ nó không trổ luôn à. Nó còn ní 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 luôn nè. À, búp búp nhỏ xíu à. Chưa ra luôn. À, nụ nè. Mâm xôi này nó còn cái nụ nó còn nhỏ xíu luôn. Tưới á, tưới bằng cái cây. Quay 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 quay. Đây được mấy vườn. Dạng thọ rất là đẹp. Hả? Trồng ít mà trổ bông à. Bông bằng cái chén hết rồi nè. Quá đẹp luôn ha, tuyệt vời. Quá đã. Bông này là trúng mánh à. Xoài giống đây, trúng mánh rồi. Trúng mánh, trúng mánh. Thôi thôi, mấy khu vườn. Tàu vừa rớt rồi đã không? Hên ghê. Rớt đi rồi, rớt sau lưng luôn. Đây, cúc à, cúc Hà Lan. Đây dạng thọ.
là vườn cúc. Rồi mình ra tới đây lộ, tới lộ lớn rồi. Đây, đây mình đã ra tới lộ lớn rồi các bạn ơi. Đây là một cái vườn cúc, còn bên đây là cái chùa. Này là chùa Long Sơn ở bên đây nè nha các bạn. Mình trở ra chùa Long Sơn này. Đây. Đó, xe giờ này là tấp nập hết trơn luôn rồi nha. Đó. Rồi. Còn mé dưới này là cầu Dàm Ơn. Đó, bên đó là cầu Dàm Ơn, còn xe này là đang vận chuyển dạng họ lên chở ra chợ Hoa. Rồi giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.